Hét lớn là một trong những màn ăn mừng chúng ta được thấy thường xuyên nhất của một cầu thủ bóng đá. Đó đơn giản chỉ là niềm cảm xúc bộc phát, niềm vui lớn sau một pha lập công. Áp lực càng cao, tiếng hét càng lớn, và nếu có một chiếc máy đo tiếng hét của những cầu thủ ăn mừng, thì cá là con số decibel hiển thị trên màn hình chiếc máy đó sẽ chẳng thua kém bất kỳ một âm thanh nào phát ra từ chiếc loa phóng thanh của sân vận động. Có đôi khi một số tiếng hét đã trở thành biểu tượng, giống như Cristiano Ronaldo ăn mừng với tiếng siêu náo loạn cả sân vận động. Giờ đây, mỗi khi CR7 nhảy lên, thực hiện động tác vung tay và quay người trên không, tiếng hét của anh được cộng hưởng. Có đôi khi là cả những tiếng siêu đồng thanh từ những người đồng đội của anh, những người cùng chạy đến chia vui trong khoảnh khắc cảm xúc dâng trào nhất. Đó đôi khi khiến cả khán đài sân vận động Old Trafford vang dội, vì với họ Ronaldo vẫn là Ronaldo như họ đã từng biết. Hoặc đôi khi nó đến từ cổ động viên của đối thủ, những người chẳng mấy khi có cơ hội được chứng kiến Ronaldo lập công trong suốt cuộc đời. Điều đó càng trở nên khan hiếm khi mà tuổi tác đã bắt kịp và khiến những bước chạy của anh không còn thánh thoát. Đêm thứ bảy vừa qua, Man United có chuyến làm khách được dự báo rất khó khăn đến Stamford Bridge, nơi Chelsea của Graham Potter với chuỗi trận khởi sắc kể từ ngày huấn luyện viên người Anh lên nắm quyền đang đợi sẵn. Tất nhiên, Ronaldo không có mặt ở trận đấu ấy, không có tiếng siêu nào vang lên cả. Nhưng tại Stamford Bridge buổi tối hôm đó, có những tiếng hét còn lớn hơn cả màn ăn mừng biểu tượng từ CR7. Tiếng hét ấy đến từ những người đồng đội của anh, những người vừa ghi bàn gỡ hỏa những phút cuối cùng của trận đấu. Man United đã có một thế trận ưu thế hơn trước đội chủ nhà ngày hôm đó, với hàng tá những cơ hội ăn bàn được tạo ra. Nhưng ở thời khắc quan trọng nhất, sai lầm của McTominay đã khiến những cổ viên của đội bóng này phải sống trong lo sợ. Đó là tình huống mà tiền vệ người Scotland phòng ngự rất nghiệp dư, bởi nếu một cầu thủ có độ quái hơn thế, anh sẽ biết tác động thế nào là vừa đủ để Broja mất thăng bằng, còn đội nhà không phải hứng chịu quả phạt đền. Hãy đặt mình vào trong tình huống đó, bạn sẽ hiểu áp lực tâm lý đè nặng lên vai cầu thủ áo đỏ đến nhường nào. Suốt cả một trận đấu, đội nhà liên tục có những cơ hội ăn bàn nhưng không thể tận dụng được. Ngờ đâu đến cuối trận, một sai lầm từ cá nhân lại khiến họ thủng lưới một bàn thua không đáng có. Cảm giác lúc ấy không hề dễ chịu một chút nào. Vì vậy, chứng kiến những phản ứng của Casemiro và của tập thể Man United sau bàn gỡ hòa quý giá ở phút bù giờ, bạn mới thấy nó có giá trị đến nhường nào. Đâu đó có những ý kiến cho rằng các cầu thủ quỷ đỏ có vẻ ăn mừng hơi thái quá, vì dù sao đội bóng của họ cũng chỉ có được một điểm. Nhưng như đã nói, nếu đặt mình vào trạng thái của những cái bóng áo đỏ trên sân, bạn sẽ phần nào thông cảm cho điều đó. Nó dẫn chúng ta đến khoảnh khắc này, khoảnh khắc của những tiếng hét làm rung chuyển Stamford Bridge. Hãy đếm xem có bao nhiêu cầu thủ đã chạy ra góc khán đài và ăn mừng cùng những cổ viên sau bàn thắng đó. Ít nhất trong khung hình đó là 7 người, với Bruno và Casemiro là những người chạy ra trước tiên. Là chủ nhân của bàn thắng đó, Casemiro phải đợi đến khi có tín hiệu công nhận bàn thắng của trọng tài, anh mới được dịp ăn mừng. Khi công nghệ goal line xác định cú đánh đầu của tiền vệ người Brazil đã đưa bóng qua vạch bồi, cũng là lúc cựu cầu thủ của Real Madrid hóa điên dại và khán đài Stamford Bridge, nơi có số ít các cổ động viên của Quỷ Đỏ, đến cổ vũ, là điểm đến được Casemiro lựa chọn. Quả thực chúng ta không thường thấy hình ảnh ăn mừng này của tiền vệ sinh năm 1992. Casemiro hét lớn vào camera và liên tiếp đập vào ngực mình. Thật khó có từ ngữ nào có thể miêu tả cho cảm xúc của Casemiro, vì quả thực Man United đã đến rất gần với thất bại thứ tư sau 11 trận ở Ngoại Anh. Nhưng bàn thắng trong những giây phút cuối cùng của tiền vệ người Brazil đã giúp Quỷ Đỏ giật về một điểm. Tiếng hét của Casemiro không chỉ là tiếng hét của sự sung sướng, nhờ pha lập công ở những giây cuối cùng, đó còn là tiếng hét của sự giải tỏa, bởi như bạn cũng đã biết, tiền vệ này gặp không ít những sự hoài nghi khi mới cập bến Old Trafford. Người ta cho rằng một tiền vệ đã ở tuổi 30 sẽ khó lòng có thể trụ lại tại Premier League, giải đấu vốn giàu những va đập về mặt thể chất. Sự hoài nghi đó càng dâng cao khi ở giai đoạn đầu mùa giải, Erik ten Hag sử dụng bộ đôi McTominay và Eriksen gần như cố định. Nhìn bộ đôi này đá cặp với nhau trông thật thoải mái, và hiếm khi khán giả được thấy tiền vệ người Scotland thanh thoát đến vậy. Đâu đó có những lời nhận định cho rằng có thể ten Hag đã mua Casemiro về để mở khóa McTominay. Casemiro bắt đầu được đá chính và bắt đầu dần làm quen với Ngoại Anh, với Man United. Quá trình này diễn ra không hề dễ dàng, bởi có những trận đấu anh để mất bóng hoặc chuyền bóng hỏng khá nhiều. Trận đầu tiên đá chính cho Man United, anh bị Eihen Munoz bên phía Real Sociedad xỏ háng. Casemiro không cho thấy được tốc độ và khả năng xoay sở của mình, nhất là khi phải đối mặt với những đối thủ có tốc độ cao hơn. Cho đến thất bại nặng nề của Man United trước đội bóng cùng thành phố, khi góc máy quay liên tục lìa đến vị trí mà Ronaldo và Casemiro đang bầu bạn với nhau. Người ta nhận định Ten Hag đã lãng phí một trong những tiền vệ trụ hay nhất hiện nay, người lẽ ra nên thi đấu ở cuộc đối đầu này. Vị trí lực gia người Hà Lan lý giải đơn giản rằng
McTominay đang chơi hay và ông muốn giữ nguyên đội hình từng giành chiến thắng. Để rồi khi KC dần tìm được nhịp thi đấu, cũng là lúc đẳng cấp của cầu thủ 5 lần vô địch Champions League lên tiếng. Cuộc đối đầu với Tottenham, tiền vệ người Brazil gần như bao trọn cả tuyến giữa của Quỷ Đỏ. Rio Ferdinand thậm chí phải thán phục rằng đó là sự khác biệt lớn nhất giữa Man United và Tottenham, rằng sự xuất hiện của Casemiro đem lại tính cân bằng cho đội bóng. Ngay sau đó vài ngày, Man United lại giành một kết quả có lợi trước các đội bóng thuộc nhóm Big Six. Lần này vẫn là Casemiro trở thành người hùng. Chỉ có điều đóng góp của anh không còn thầm lặng như trận đấu trước. Lần này, Casemiro đã trở thành người hùng thực sự. Tiếng hét của KC, những cái đấm liên tục vào ngực của tiền vệ này chẳng khác nào một lời khẳng định rằng tôi đã ở đây, đã và đang tìm lại những gì tốt nhất để đem đến chiến thắng cho các bạn. Tiếng hét đó thay cho tiếng lòng mà KC đã chôn vùi từ mùa hè vừa qua. Đứng ở gần Casemiro, Anthony thậm chí còn hét lớn hơn thế, dù cho anh không phải người hùng ở cuộc đối đầu này. Ở một khía cạnh nào đó, nếu không có bàn thắng của Casemiro, có thể Anthony sẽ phải dằn vặt, bởi chính anh là người bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rất ngon ăn với cú dứt điểm bằng chân phải đưa bóng đi chạch khung thành. Vì vậy, tiếng hét của Anthony ngoài những sự sung sướng còn là tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì người đồng đội của anh đã lên tiếng đúng lúc để đem về bàn thắng quý như vàng cho đội nhà. Ở một góc máy khác, bạn sẽ thấy một chi tiết khá thú vị. Sau khi ăn mừng với những người đồng đội xong, chân chạy cánh người Brazil không quên đến cả khịa đối thủ. Theo những gì camera ghi lại, Anthony vẫn với sự phấn khích đó chạy đến hét rất to vào mặt Jorginho, khiến tiền vệ người Italia không có bất kỳ phản ứng gì mà chỉ bước đi lặng lẽ thôi. Đứng ở rất gần tình huống đó, trọng tài chính Stewart Arrow không coi đó là hành vi có thể cấu thành một lỗi. Nhưng với Lisandro Martinez, vị trọng tài này không ngần ngại tặng cho anh một tấm thẻ vàng. Trung vệ người Argentina cũng là một trong số những thành viên tham gia tổ hét của Man United ở phút 90. Nhưng cảm xúc của Martinez có khi còn cuồng nhiệt hơn cả người ghi bàn. Trong khoảnh khắc của xúc cảm trào dâng, trung vệ số 6 của Man United đã kéo một cổ viên trên khán đài và ôm chầm lấy anh ta. Hành động này khiến Martinez phải nhận một thẻ vàng không đáng có. Nhưng chiếc thẻ vàng đó đánh đổi lấy cảm xúc được ăn mừng với chính người hâm mộ của đội nhà. Xem ra vẫn còn quá rẻ. Sau trận đấu, Lisandro đã dùng lại khoảnh khắc đó với dòng tweet: anh bạn à, tôi không biết anh là ai cả, nhưng chúng ta đã chiến đấu cùng nhau, chiến đấu đến những giây cuối cùng. Bản hợp đồng mới của Ten Hag đem về mùa hè này xem ra không chỉ phù hợp về mặt chuyên môn mà có khi còn có sẵn trong huyết quản dòng máu Quỷ Đỏ nữa. Và cuối cùng, người đội trưởng của họ, người tham gia tổ hét sớm nhất và rời muộn nhất, Bruno Fernandes. Khi mà các đồng đội đã giải tán để đưa trận đấu trở lại cuộc chơi, Bruno vẫn đứng lại làm động tác ăn mừng với những tiếng la hét hướng về những cổ viên của Quỷ Đỏ. Với tư cách là một người đội trưởng, có lẽ Bruno đang muốn người hâm mộ hãy tiếp tục cổ vũ, bởi trận đấu vẫn còn chưa kết thúc và cơ hội để Man United giành chiến thắng là vẫn còn. Một khoảnh khắc, hàng ngàn tiếng hét từ một tập thể có cá tính và giàu sức chiến đấu hơn rất nhiều. Những Manusian đang muốn rằng các cầu thủ của họ hãy tiếp tục hét lớn như vậy, không chỉ sau mỗi tình huống ghi bàn, vì đó là những tiếng hét cháy bỏng, làm rung động trái tim họ từ một tập thể giàu sức sống sau bao năm vật lộn để trở về với ánh hào quang. Tháng 10 này, bộ truyện tranh được chờ đón nhất, Bí ẩn Ozone. Thế giới của phép thuật và những câu chuyện kỳ bí. Tháng 10 năm 2022, đón chờ nhé.